Vâng, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Blog Hot Tiêu. Blog Hot Tiêu đang ở nhà của chị Hồng Loan nhé. Bây giờ chị, anh Hải là chồng của chị Hồng Loan đi công chuyện các bạn. Bây giờ anh Hải chọc cái chìm lên đi công chuyện nhé. Từ trước cái máy này là cô các cô đến làm việc cho chị Loan ở của chú chị. Chào rửa má. Làm gì Ken? Làm gì á? À. Vâng, vừa rồi làm chồng của chị Hồng Loan, anh Hải. Anh Hải giờ đi công chuyện nhé, không biết đi đâu nữa, chắc là đi chắc là đi công chuyện. Chắc là đi công chuyện. Vâng. Chưa thấy chị Loan hả? Chưa. Dạ. À. Giờ cô muốn thắp hương thì cô vào cô thắp hương cũng được mà. À bây giờ giờ thắp hương cũng được cô, tại vì họ cho mà. Có cô căn giả cũng đến cũng muốn vào thắp hương cô. Dạ. Cô căn giả bán vé số thì cô cũng đi ngang qua đây, cô vẫn nói rằng là cô muốn hấp hương, cô muốn hấp hương cho cậu nhưng mà sợ ngại. Cô đến nhà rồi cô cũng ngại của chúng chị, cô cũng không có vào. Dạ thì hiện tại vừa rồi là anh Hải cũng đi công việc ở của chúng chị. Sáng hôm nay thì có rất là đông căn giả đến mua hàng Loan và thắp hương của chúng mình. Bây giờ quân xin phép của chúng chị và các bạn vâng, bây giờ trước nhà chị Hồng Loan thì các hộ điện đang sửa điện nhé, không biết thì làm chi nữa, chúng ta cùng theo dõi đến cuối video nhé. Bây giờ em kêu một xu nữa, một chút nữa không có luôn, còn cái đây là con dê. Thầy lại cái chuông chạy vào nhà chị Loan cho nó mới. Ê, bỏ chớp nha. Rồi là những cái đường dây chị Loan đi với máy lạnh cô chú nó cũng cũ quá rồi, cho nên là chị Loan cũng thay lại luôn cho nó mới. Dạ thì phía trước là xe sửa điện cũng vừa chạy tới cô chú chị. Chạy tới cho anh ơi, lái xe chạy vô anh ơi, lái xe về mà chạy vô, chạy tới giùm em ơi.
Dạ. Con sửa điện cái nhà chị em lo nghe chỗ cái ngựa tư sát bên nhà chị em lo nhé. Không biết sửa điện làm chi nữa. Đang chửi. Ở trước nhà chị Hồng Loan đang sửa điện nha các bạn. Còn video clip của mình cũng đã dài, mong quý chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh màu like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho quý chú anh chị và các bạn cùng xem nhé.